Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh tăng cường đã suy yếu dần nên trong ngày hôm nay, gió đông bắc chỉ còn hoạt động mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 ở khu vực phía bắc Biển Đông và vùng biển ven bờ từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, gây sóng cao biển động. Còn lại ở vịnh Bắc Bộ và hầu hết các nơi khác trên Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình, sóng biển cao dưới 2 mét, tình trạng biển ổn định. Riêng khu vực xung quanh quần đảo Trường Sa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn hạn chế và đôi lúc có gió giật trong cơn dông, vẫn gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền. Dự báo trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày sắp tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Do vậy, gió đông bắc trên các vùng biển sẽ yếu dần đi. Trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng biển phía đông bắc Biển Đông và khu vực từ Bình Thuận tới Cà Mau đôi lúc có gió cấp 6 gây biển động. Sau đó, hầu khắp các vùng biển, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình. Cường độ gió mạnh nhất cũng không vượt quá cấp 5 và trời cũng ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, tình trạng biển ổn định và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và bà con đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các vùng biển trong 3 ngày tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, sự suy yếu dần của không khí lạnh mang tới tình trạng thời tiết tốt lên ở vùng biển này trong những ngày tới. Tại đây, gió có hướng đông bắc đến đông, sau chuyển dần sang hướng đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Thời tiết chủ yếu ít mưa, tầm nhìn thoáng và sóng biển thấp nên thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió trên vùng biển này có hướng đông đến đông nam hoạt động ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết cũng ít mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây cản trở cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trên khu vực. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, dự báo trong khoảng 3 ngày tới, gió đông bắc tại đây cũng có cường độ phổ biến ở khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển dưới 2 mét. Thời tiết nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km nên cũng thuận lợi cho việc đánh bắt của bà con cũng như hành trình từ đất liền ra các đảo và ngược lại đều rất thuận lợi. Vùng biển Bình Định tới Ninh Thuận, dự báo từ nay đến khoảng ngày 21 tháng 12, gió trên vùng biển này có cường độ phổ biến ở mức cấp 4. Ngày mai vẫn có thể đạt mức là cấp 5. Ban ngày thì trời nắng ráo, tầm nhìn thoáng nên bà con vẫn có thể yên tâm tiến hành các hoạt động đánh bắt gần và xa bờ trong những ngày tới. Vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau bao gồm đảo Phú Quý, Côn Đảo. Trong đêm nay và sáng ngày mai, gió đông bắc tại đây vẫn duy trì ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, đôi lúc gây biển động. Sau đó thì cường độ gió giảm xuống mức cấp 4, cấp 5 cùng với thời tiết ít mưa nên cũng thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, thời tiết ở vùng biển này vẫn ổn định. Trời ít mưa, gió thổi yếu và biển chỉ gợn sóng nhẹ nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Vùng biển Vịnh Thái Lan, dự báo từ nay đến khoảng ngày 21, ngày 22 tháng 12, gió đông bắc có cường độ yếu và trời tạnh ráo, tầm nhìn thông thoáng nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường trên vùng biển này trong 3 ngày tới. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do không khí lạnh có cường độ suy yếu nên gió cũng sẽ giảm dần trong những ngày tới. Trong 24 giờ tới, gió còn có cường độ mạnh khoảng cấp 5, cấp 6 nhưng cũng sẽ giảm dần xuống cường độ trong trung bình trong 2 ngày tiếp theo. Cùng với đó là trời cũng mưa, tầm nhìn xa trên 10 km nên cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc, dự báo trong khoảng 3 ngày tới, gió đông bắc tại đây có cường độ trung bình nên không gây biển động. Trời chủ yếu không mưa, ngày có nắng và tầm nhìn thoáng nên tàu thuyền vẫn có thể lưu thông bình thường trên khu vực này. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, Sông Tử Tây. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, tại đây có gió đông bắc cường độ phổ biến ở mức cấp 4. Từ nay đến sáng ngày thứ 6 thì thời tiết vẫn còn ổn định, trời ít mưa và tầm nhìn thoáng nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên, theo nhận định xa hơn, từ khoảng ngày 21 tháng 12, khả năng xuất hiện một vùng nhiễu động ở gần khu vực quần đảo Trường Sa và có xu hướng di chuyển dần về phía Tây. Nên quý vị và bà con ngư dân vẫn cần phải hết sức lưu ý, đề phòng khả năng xảy ra thời tiết xấu với mưa dông, gió giật mạnh trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới ở khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin tiếp theo.